Kính chào quý vị khán giả của kênh YouTube HK Team Cần Thơ nha. Cũng như là mấy anh em mình chờ đợi hôm nay. Bữa nay em ra mắt cái cửa hàng HK Team chi nhánh 2. Chuyên bảo dưỡng với tăng trang xe hai thì. Đây nè, đó, em đang hiện tại đang đứng ở cửa hàng chi nhánh 1 nha. Rồi. Nó cách đây cũng không xa đâu. Thì bữa nay em đi qua tham khảo cái cửa hàng mới cho mấy bạn với hướng dẫn chi tiết cái đường đi với cái địa chỉ cửa hàng mới nha. Hiện tại thì em là Thân, có mặt ở đường Ngô Sĩ Liên, khu dân cư Metro á bạn, ở đối diện bến xe 91B Cần Thơ thôi. Nói chung là đường xá cũng giờ cũng khá dễ đi. Với sắp tới thì em sẽ đầu tư thêm một cái Google Map á, để cho mấy anh em mình gõ lên trình duyệt chôm hay là Google Map đều thấy được, tra cứu được cái thông tin của cửa hàng mình nha. Đó là đối với những anh em ở xa. Còn mấy bạn ở khu vực miền Tây mình á, nhất là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng nữa, thì cứ hỏi trực tiếp cái đường về bánh xe 91B là sẽ thấy rồi. Nè, chỉ còn vài bữa nữa thôi là cửa hàng mới của mấy anh em đi vào hoạt động, phục vụ tối đa luôn. Hiệu quả thì chắc khoảng trên 5 xe tới 10 xe trên một lúc thì là chuyện bình thường. Là tất cả các trang thiết bị với bố trí bài trang trí cái cửa hàng mới cũng sắp hoàn thiện 90% rồi. Rồi. Mới mốt là Phong mình nhận cái những dịch vụ gì Phong? Chính thưa các loại anh. Rồi chẳng hạn như làm máy rồi nè, làm điện. Làm máy, làm điện ha. Có lên đồ luôn không? Lên đồ riêng không? Có. Thay thế một tuần tồn kho là có hết. Bảo dưỡng xe cho mấy bạn luôn ha. Là tụi em với phương châm là xe bán ra thì bảo dưỡng trong đời chủ á, mấy bạn cứ canh chỉnh máy móc hay tăng trang độ dọn thì cứ ghé lại trực tiếp cửa hàng nha. Nè, chẳng là mấy anh em lò quen thuộc Phong với Thanh đang làm gì vậy bạn? Dọn trang trí, trang trí lại hả? Mấy đồ chơi xe hả? Thì em đang gom cái những cái phụ tùng mà chuyên về độ dọn á, thì dời qua cái cửa hàng mới để phục vụ cái công tác mình bảo dưỡng xe cho nó dễ á mấy bạn. Rồi, sắp tới thì em cũng có bán những cái dòng xe 4 thì á, nhất là mấy thằng tay ga biển số đẹp, Vario, rồi Alas. Những xe này thì sắp tới em sẽ bán có mặt ở cửa hàng nè. Vespa AB. Đây. Một số xe thì cũng có đem qua sẵn rồi nè. Này là xe của anh Trung Nguyễn nè, anh Trung Nguyễn. Ảnh đi công tác nước ngoài. Chốt xe giao dịch xong rồi thì em để đây, đến khi nào anh Trung về anh ảnh qua lấy xe thôi nha. Một cặp Mobilet luôn. Để em trưng cho nó đẹp cửa hàng thôi. Rồi mấy bạn mà có nhu cầu mà tăng trang hay là lên đồ á, lên đồ chỉnh sửa chi tiết cho xe mình á, thì tranh thủ liên hệ với em nha, hoặc số điện thoại của anh Dũng đều được. Rồi mấy bạn có nhu cầu mà đặt lịch trước thì cứ alo trực tiếp cho tụi em. Số điện thoại của anh Dũng là 0939080609 nha. Rồi. Kính chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn quý vị khán giả một cái video gần nhất. Em sẽ công bố chính thức tất cả các dịch vụ ở cửa hàng với cái lịch của mấy anh em mình đặt để tăng trang đó, thì cứ liên hệ trực tiếp tụi em.
Rồi, xin chào tạm biệt quý vị khán giả.